Dự kiến trong tháng 11 tới sẽ bắt đầu cải tạo sân vận động Hòa Xuân, trong đó có việc làm mới mặt cỏ. Được biết, đơn vị thi công mặt cỏ sân Hòa Xuân cũng đang trong quá trình thi công mặt cỏ sân Tam Kỳ. Dự kiến, sau khi mặt sân Tam Kỳ đưa vào sử dụng, đơn vị này sẽ chuyển đến sân Hòa Xuân để bắt đầu công việc. Ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam đang cùng sử dụng sân Hòa Xuân làm sân nhà. Trong thời gian tới, nhiều khả năng hai câu lạc bộ này sẽ cùng sử dụng sân Tam Kỳ làm sân nhà. Mặt cỏ mới sân Hòa Xuân cũng sẽ sử dụng cỏ Zoysia như sân Tam Kỳ. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp mặt cỏ sân bóng đá và khuôn viên sân vườn phía trước khán đài A, sân vận động Hòa Xuân tại quận Cẩm Lệ. Dự án có mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2024-2025. Theo đó, nền sân hiện hữu sẽ được bóc rỡ, rồi thi công mới bằng lớp cát trồng cỏ dày 20cm, cân chỉnh, san ủi lu lèn mặt sân. Ngoài ra, dự án sẽ trồng thảm cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn chất lượng tương đương với mặt cỏ của nhiều sân vận động quốc gia các nước trên thế giới. Một số hạng mục khác gồm có nạo vét mương, tăng khả năng thoát nước, thay mới hệ thống bơm tưới, khung thành, cột cờ góc được thay mới đạt chuẩn thi đấu. Thành phố cũng mua sắm các máy móc, thiết bị chăm sóc và bảo dưỡng mặt sân cỏ, cải tạo cảnh quan công viên góc khán đài A.